nhà đất Bà Rịa Vũng Tàu xin kính chào cô chú anh chị. Em là Điền đây. Và nay em đang đứng ở đây là ở xã Bông Trang, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu anh chị. Thì sau lưng anh chị đây là mặt tiền đường nhựa rộng khoảng là 6 mét và có vỉa hè nữa thì hơn 6 mét anh chị. Thì đây em xin giới thiệu với anh chị một lô đất có diện tích là 8m6 và sâu 50. Hiện tại là chưa có thổ cư nhưng mà quy hoạch là khu dân cư anh chị. Mình lên thổ cư được anh chị. Và đây, đây anh chị, 8m6. Và từ cái ranh này qua bên đây, qua cái cột mốc này anh chị, đó anh chị có thể thấy cột mốc sơn đỏ đó anh chị. Đó hiện là 8m6 đứt vuông bức anh chị, sâu 50, nhưng mà ở phía sau á, mình có lòi ra một khúc thừa thôi, khoảng vài mét khúc thừa. Thực sự ra là không phải là đất mình tấp hậu nhưng mà nó có khúc thừa là như vậy. Đất thì so với đường thì hơi thấp một xíu, đất rất là tốt anh chị. Cỏ anh chị có thể thấy cỏ lên rất là xum xuê luôn. Cái này anh chị nếu mà anh chị mua thì anh chị có thể đổ đất sang lấp lên tí là đẹp, ok luôn. Dân cư ở đây thì rất là đông anh chị ạ. Cũng dân cư đông. Ở xã Bông Trang này thì cái vị trí em đang đứng đây á là nói chung là gần ngay là trung tâm rồi. Đây anh chị, cái đường này, cái đường trước mặt quý anh chị đây mà đi thẳng tới đầu kia có ngã tư, mình rẽ qua bên trái á là mình đi ra quốc lộ 55, cũng như là đi ra trường học và ủy ban và cái giáo xứ Bông Trang, vân vân, trường học, chợ đò nằm ở đó. Và đường sau này cũng vậy anh chị, đường sau này cũng là có một ngã tư, mình rẽ vô bên tay trái là khu dân cư và mình rẽ bên tay phải là mình đi ra quốc lộ 55. Đó, thì quốc lộ 55 thì quốc lộ 55 của mình á là sẽ đi thông ra là đi ra đây, mình gặp quốc lộ 55, mình rẽ bên tay phải đúng không, là mình sẽ đi là xã Bình Châu. Biển xã Bình Châu cũng như là suối nước nóng Bình Châu. Và mình rẽ bên tay trái mình đi ra thị trấn Phước Bủ, cũng như là đi thành phố Bà Rịa và Vũng Tàu, đi biển Hồ Tràm cũng được luôn, và đi thành phố Hồ Chí Minh anh chị. Từ vị trí của em đây đứng đây thì đi ra trung tâm xã Bông Trang khoảng vài trăm mét thôi, và cũng như đi ra trung tâm huyện Xuyên Mộc và thị trấn Phước Bủ khoảng vài cây số, và đi xuống biển Hồ Tràm thì khoảng đâu đó là 15 phút đi anh chị, 15 phút đi đường đi ra biển Hồ Tràm. Và hiện tại cái lô này đang rao bán là 1.650.000 anh chị, 1.650.000 với 8m6. Nó thật sự ra thì giá như vậy là cũng quá hợp lý rồi, 8m6 mà sâu 50. Chưa có thổ cư nhưng mà lên thổ cư được mà giá chỉ có 1.650.000 thôi. Và mặt tiền đường nhựa, khu dân cư, đường thông thoáng hết cho anh chị. Đây, trước mặt cô chú anh chị đây là em đang ở đây là vị trí, ngay vị trí đất của mình anh chị. Đây, vị trí đất của mình sẽ nằm đây. Và cái đường của mình là đây, anh chị có thể thấy nè. Đó, đường mình là đường trục song song với lại quốc lộ 55. Mình đi thông thương ra đường nào thông cũng thông ra được quốc lộ 55 hết anh chị. Và này, anh chị có thể thấy giáo xứ Bông Trang đây và ủy ban nằm tức tương tực ở đây anh chị. Dân cư cũng khá là đông. Và cái phía quốc lộ 55 bên này mình sẽ đi là được suối nước nóng Bình Châu, cũng như là biển Bình Châu luôn. Và hướng bên này mình đi Bà Rịa, Vũng Tàu, cũng như đi thành phố Hồ Chí Minh. Và cái phía bên Bình Châu này mình đi được Bình Thuận luôn anh chị ạ. Chị có thể thấy đó, đi đường xá rất là thông thương. Rồi anh chị nào mà quan tâm bất động sản này thì anh chị liên hệ với em Điền, em Điền sẽ dẫn anh chị đi xem thực tế cái này và gặp chủ để thương lượng trực tiếp anh chị. Rồi em xin chào và hẹn gặp lại anh chị clip sau. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ em Điền nha. Rồi em xin chào.